chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tâm tình, từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc tụng tôn. Cái đất của nhà cha nó tự dây điện ra, nó ở bên trong cái vòng của vòng vòng nó chạy lại đây. Đó, cái chỗ cha vợ đứng đây, đó, cái con đường này này, nó chạy vào, chạy sát dây điện vào kia, nó sẽ có con đường. Nếu mình làm con đường chạy thẳng ra bên kia, thì mình sẽ thấy được là mình có con đường đi đây. Nằm ở trên này, cái gần kia nằm đó, còn bên này nó cũng là một cái hồ, bên này cũng là một cái hồ, cái này cái đào sâu xuống cái hồ nó cách cái nó thẳng cái đây, cái này cũng để cho dòng khí họ nằm ông như vậy. Chỗ kia đâu là cái bờ, cái đồi này có dòng khí, cái chỗ kia sẽ có cái bờ không, nó sẽ mình sẽ đào xuống, đào xuống. Từ đây nó xuống có cái đường nó chạy thẳng sang cái cây kia, thì nó là cái bờ, nó làm cho hai cái hồ nó đi ngang ngang như thế này. Rồi cái nhà thờ, nhà thờ nó sẽ nằm đây. Chapel ở dưới ở phía nó nằm ở gần lưng chừng ở chỗ cái cây kia, nó có cái đường cầu thang nó đi bộ lên. And there is another way to go up here by on foot, on feet, yes, but not the stairs. Se plantación la va se partida la o es radio no juste c'est appartient aux autres, c'est pas c'est la route qui fait la division. Oui. That is a road to the Gilmer Palace. The caoutchouc. On plant the caoutchouc. Đất của nhà mình chỉ có cái, như là cái vòng đai mình vừa đi vừa rồi đó. Yeah, yeah. Đó là 100 hectare. Yeah. We have just passed by our border of land. Còn cái đường vòng mà các ca đứng vừa mới vào cho nó bắt đầu 25 thước chiều ngang, bắt đầu từ đường lộ 20 vào cho đến chỗ rừng, và cái con đường mà các đứng vừa đi thì tất cả hết lên cái trái này và tất cả khu trung tâm. Có ý chứ gần đây không? Có, đây là một cái hang kính.
nó có chừng trên 3 triệu. Tại sao lại gọi là núi Cúi Nguyên? Tưởng coi hiện nay cúi xuống. Không phải, tưởng ở đây nhiều cái con cúi. Đây đã có cái đức trà này, còn những cái ngọn đồi bên kia. Đồi chọc á. Đồi chọc đấy. Sau này nếu hội đồng giám mục mà quyết định á, mình có thể mua cái quả đồi đó cho học viện. Và chúng con xin thưa rằng khi mà đến tháng 10 thì nước lên sấp sấp ngang cái này, cái chỗ này. Sấp sấp này và nó không bao giờ nó lên cao nữa, bởi vì đồ trị an nó chỉ có thể đến chừng đó chị em. Chúng ta thưa rằng khi mà ngày 31 tháng 3 con được rồi, con được thì quen rồi chứ, cho cái chủ trương cầm thì ngay sau đó thì xe cố của con đây 2 tuần lễ sau họ làm cái đường và lại con phải đến 2 cây số chiều ngang 2 chưa chưa bây giờ chúng con lần sau mà bước động lên thì thấy có một con đường chạy từ đây sang đến cái lùm cây bên kia rồi, và chúng con sẽ có một con đường chạy theo từ đây là cái nhà nguyện thánh thể để cho người ta đến đây để tôn thờ thánh thể và cầu nguyện trong cái dịp tạ ơn này cho giáo phận kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Vì vậy cho nên là cái nhà thờ này tuy là cái thời gian nó gấp gáp cho nên làm cái nhà thờ tạm để và tôn thờ thánh thể trước và trong cái để giáo dân được đến đây tôn thờ thánh thể trước trong cái dịp kỷ niệm 50 năm này, và sau này có thể nơi đây cũng là cái nhà thờ thánh thể nhưng mà sẽ được thiết kế một cái thật đàng hoàng chắc chắn. Và bên kia, bên cái đồi một sẽ là tượng Đức Mẹ chính thức của cả giáo phận, mà mặt Đức Mẹ vô nhớ nguyên tội hướng về tượng giáo phận Xuân Lộc. Và phía dưới đó là cái nhà thờ gọi là nhà thờ lớn, sức chứa khoảng chừng 7,000. Tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tâm tình, từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh, tạ ơn mẹ, tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn lành. Maria là nữ vương vô nhiễm nguyên tội, mẹ là gương nhân đức sáng ngời, đoàn con vâng theo mẹ suốt đời. Nhưng hôm nay bao con người đang bị bách hại, khi nhân phẩm đang bị tra đạp, nguyện mẹ thương cứu giúp mẹ ơi. Chiều trái tim, chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trót tình.